tiền bạc là một trong những nguyên nhân khiến thê thiếp chồng nảy sinh mâu thuẫn. Nhất là tới khi sinh con, tiêu phí sinh hoạt bị đội lên cấp tốc bội, rất nhiều thứ cần phải chi tiêu, những xích mích lại càng dễ xảy ra. Chị em thiếu nữ thường tỉ tê với nhau rằng, chỉ có thiếu nữ gàng mới quản hồn tiêu tiền chồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiền của chồng không giống tiền của mình và nhiều khi tiêu tiền chồng đưa cũng chẳng vui tươi gì. Không ít chị em còn cảm thấy quản hồn ngùng gì không làm chủ được quản hồn tế, phải xòn tay xin tiền chồng. Ấy thế nên nhiều bà mẹ bỉm sữa từng ngao ngán chia sẻ những tình huống gái găm khi phải ở nhà chăm con, không đi làm được, mọi tiêu phí sinh hoạt trông chờ vào đồng tiền chồng đưa cho. Mới đây, một cô thê thiếp bỉm sữa chia sẻ câu chuyện của gia đình trên một nhóm dành cho chị em khiến ai cũng ngao ngán. Vợ trẻ bất mãn với câu nói của chồng Kibo khi biết thê thiếp mua quà tặng mẹ đẻ nhân dịp 20/10. Cụ thể, nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, chị muốn mua tặng mẹ đẻ món quà nhỏ tuổi, cũng là để cảm ơn mẹ đã chú tâm con gái và cháu ngoại trong thời gian ở cử. Thế nhưng, người thê thiếp không thể ngờ, việc này lại khiến chồng chị nổi cơn thịnh nộ. Người thê thiếp trẻ chia sẻ. Mấy hôm trước mình có đặt mua chai nước hoa trên mạng, giá hơn 400.000 đồng tặng mẹ đẻ vì thấy mẹ xem Facebook, bảo là thích lọ nước hoa này. 20/10 đang đến gần, với lại từ lúc mình sinh em nhỏ nhắn đến giờ, một tay bà chú tâm cháu, đỡ gàng hai thê thiếp chồng rất nhiều, nhân dịp này tặng món quà nhỏ tuổi cảm ơn mẹ luôn. Ấy thế mà khi quà ship đến nhà, chồng mình nhận hàng biết được thì nổi cơn tức giận, hoàn hoặc đủ điều thế này đây. Chồng mắng mỏ thê thiếp không tiếc lời chỉ vì món quà hơn 400.000 tặng mẹ. Vợ bỉm sữa không quên chụp lại màn hình điện thoại. Theo đó, khi biết được thê thiếp mua quà tặng mẹ đẻ, anh chồng liền quát mắng không tiếc lời, ở nhà chỉ chăm con không làm gì, tiêu tiền không biết xót nhỉ, suốt ngày đặt mua hàng. Chăm cháu là trách nhiệm của bà ngoại, sao phải kể lẫy nặng trĩu nề thế? Tiêu pha dậy có ngày ra đường mà ở, tôi không phải cây ác nhé. Tối về tôi rỉ tai với cô. Được biết, người thê thiếp trẻ hiện đang trong thời gian nghỉ sinh, ở nhà chú tâm con cái, quán xuyến việc nhà. Vì không đi làm được, nên chồng chị là người lo quản hồn tế chính trong gia đình. Có lẽ vì thế mà anh chồng Kibo, tính tân gán chi li và quát mắng thê thiếp nặng trĩu nề đến vậy, mặc dầu cô thê thiếp trẻ đáp lại rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Người thê thiếp cảm thấy cực kỳ bức xúc, bởi chị tuy nghỉ sinh không đi làm nhưng vẫn có 30 triệu đồng tiền trợ cấp thai sản, không đến mức ngồi không ăn bám chồng. Mẹ nào chả là mẹ, anh ấy mua cho bà nội chiếc nhẫn hai chỉ thì không tiếc, mà mình tặng mẹ món quà có hơn 400.000 lại mắng mỏ thậm tệ. Chưa kể ngày trước thê thiếp chồng mình xây nhà, bà cũng giúp cho mấy trăm triệu. Hơn nữa món quà này mình mua bằng tiền của mình, nghỉ sinh mình được nhận 30 triệu bảo hiểm. Chỉ nhờ chồng nhận hàng dùng chứ có phải trả tiền đâu. Sau khi chia sẻ câu chuyện này trên mạng xóm hội, nhiều chị em đã nhanh lẹ đưa ra ý kiến của mình về anh chồng của cô thê thiếp trẻ. Đa phần, mọi người đều cho rằng người chồng có thể tiết kiệm nhưng không đến mức phải ghi bo và mắng thê thiếp thậm tệ như vậy. Chồng kiểu gì vậy, thê thiếp có sai đưa nữa cũng nên góp ý nhẹ nhàng. Chỉ mua món quà tặng mẹ với cả bỉm sữa mà cũng mắng là tiêu quăng thì chịu luôn. Chồng mà mắng thê thiếp như người ngoài không bằng. Tiền cũng cần thiết nhưng nếu không có sự tôn trọng thì buồn quá. Thế mới nói, thiếu nữ dù sao vẫn nên có một công việc, chủ động quản hồn tế, chứ tiền của chồng không phải là của mình đâu. Không làm ra tiền sẽ mất quyền báo cáo ngay là những bình luận của dân mạng sau khi chứng kiến sự việc. Tranh cãi gì chuyện tiền nong là chuyện muôn thuở, cần thiết thê thiếp chồng phải biết tự đàm phán một cách ổn thỏa. Mục tiêu sau cùng là làm sao với số tiền kiếm được vẫn có thể đủ trang trải và thêm chút dư giả. Nếu như việc tiêu tiền không có kế hoạch hoặc một trong hai người thích giữ tiền, quá tính tân gán, Kibo sẽ khiến cho các tranh cãi bùng lên, rạn nứt tình cảm gia đình như câu chuyện trên.